xế chiều nhạt miệng. Chấm ngay từng ớt cơ đó, gây tê phê mê. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Bóng được treo vào rất khó chịu. Đó là tình huống mà thủ môn bên phía Khánh Hòa đã chơi cực kỳ cảnh giác. Số 18 bên phía Đắk Lắk đã thực hiện một cú đá phạt góc rất xoáy và bóng đã hướng thẳng vào cầu môn. Quả đá phạt góc thứ hai liên tiếp vẫn ở bên phía cánh phải và vẫn sẽ do số 18 Lương Quốc Thắng thực hiện. Lần này thì dễ dàng hơn rất nhiều với Ngọc Cường. Bóng vẫn xoáy vào trong khung thành và Ngọc Cường đã chọn vị trí chuẩn xác để dễ dàng bắt gọn trái bóng. Đây là quả đá phạt góc của Quốc Thắng đã khiến cho Ngọc Cường phải vất vả được. Duy Thành đã không khống chế được bóng và bây giờ là cơ hội cho các cầu thủ Đắk Lắk 3-3. Đó là một tình huống dứt điểm ngay chứ không phải là một pha phối hợp. Vừa rồi là nỗ lực thoát xuống của số 48 Hổ. Một sự tiếc nuối khi mà anh thực hiện không thành công cú dứt điểm về phía góc xa khung thành. Rất khỏe, anh đã vượt khỏi Duy Thành. Và sau đó là một tình huống nửa chuyền nửa sút, đồng đội đã bằng vào ở một vị trí. Và là pha của Khánh Hòa, bóng đi rất căng. Đó là tình huống dứt điểm trúng cầu môn đầu tiên của Khánh Hòa ở hiệp 1 trận đấu này. Chỉ có điều Duy Dương chưa thể chiến thắng được Trọng Thanh Phú. Xuân Thi đường chuyền vào rất tốt. Đó là một cơ hội thực sự để các cầu thủ Đắk Lắk có thể nghĩ tới bàn thắng vào lưới của Khánh Hòa. Nhưng pha dứt điểm vừa rồi bóng lại đi hơi cao so với sàng hàng khung thành của đội khách. Sự tiếc nuối của Minh Hiếu. Trước đó thì các cầu thủ Đắk Lắk đã có một tình huống phối hợp rất ăn ý. Bóng được đẩy sâu xuống hành lang bên phía cánh phải cho Xuân Thì và đường truyền vào trung lộ cũng là rất vừa tầm. Có một tình huống nào thực sự đe dọa khung thành của Khánh Hòa sau dừng giờ lao. Pha lên bóng của các cầu thủ Khánh Hòa dứt điểm. Vẫn đang là đội bóng áo xanh kiểm soát bóng. Tình huống dâng cao của Trọng Hiếu. Không kịp thực hiện quả tạt, bóng ở bên ngoài đường biên ngang. Cầu thủ bên phía Khánh Hòa có lẽ là cũng đã mệt. Chúng ta cùng xem lại tình huống nguy hiểm mà Đình Kha tạo ra trước khung thành của Thanh Phú. Trước đó là đường chuyền của Tấn Tài. Một pha chuyền bóng cho thấy kinh nghiệm của cầu thủ đã gần 40 tuổi. Những người cùng tuổi với Tấn Tài. Cố ơi, cú sút căng dội người cầu thủ bên phía Đắk Lắk. Những tình huống tốt nhất trong hiệp 2 của trận đấu này đều đang thuộc về đội khách. Bóng trở lại quyền kiểm soát của đội áo xanh. Cối dứt điểm và như vậy là bàn thắng đã đến với các cầu thủ Khánh Hòa ở phút thứ 89 của trận đấu. Và người đã ghi bàn là Trần Đình Kha. Trần Đình Kha đã có bàn thắng thứ hai của anh ở mùa giải năm nay. Một bàn thắng rất quan trọng bởi gần như là chắc chắn nó sẽ mang về trọn vẹn 3 điểm cho các cầu thủ Khánh Hòa ở chuyến làm khách của Đắk Lắk. Một cú sút tung nọc lưới. Trong hiệp 2 thì Khánh Hòa đã là đội nắm thế chủ động ở trên sân. Nhưng họ đã phải chờ đợi tới
những phút thi đấu cuối cùng để có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Trong khi đó thì rõ ràng là một kết quả rất đáng thất vọng với các cầu thủ Đắk Lắk. Họ đã tập trung với số đông để phòng ngự bên phần sân nhà trong những phút cuối trận, với hy vọng ít nhất là có được một điểm. Nhưng pha bắt vô lưới rất căng tung nóc lưới của Đình Kha đã khiến cho Đắk Lắk phải nhận bàn thua. Cú phá bóng của Nguyễn Tấn Tài. Tấn Tài. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Khánh Hòa đã đánh bại đội chủ nhà Đắk Lắk.